Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt một cái app ứng dụng Bank nhá. Thì các bạn khi mà các bạn cài đặt và mở tài khoản, sau đấy các bạn cùng KYC thì bạn sẽ nhận được phần thưởng là 50k nha các bạn, 50.000. Thì cái chương trình này nó sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 8 để cho anh em có thể làm. Đầu tiên thì bạn sẽ lên Google Play hoặc là App Store, gõ từ khóa là Gori Banking này. Đấy, thì các bạn sẽ tải cái app này, Gori Wallet Việt Nam này. Các bạn click vào. Sau đây các bạn nhấn cài đặt. Sau khi các bạn cài đặt thành công thì bạn nhấn mở nó lên này. Các bạn chọn ngôn ngữ nhé. Ok thì chúng ta sẽ nhấn xác nhận. Ok, chúng ta sẽ nhấn vào phần không hiển thị lại, các bạn nhấn tiếp theo này. Tiếp theo. Nó sẽ có rất là nhiều chức năng, các bạn nhấn xác nhận nhé. Ok, thì các bạn có thể đăng ký bằng tài khoản Zalo hoặc là các bạn đăng ký thì ở đây thì thử đăng ký bằng Zalo xem nào. Ok, ta sẽ cho phép nhé. Ok, các bạn nhập số điện thoại của các bạn vào nhé. Các bạn nhấn gửi mã xác thực để nó gửi cái code về số điện thoại của các bạn. Các bạn nhấn tiếp theo này. Điền họ tên đầy đủ của bạn này. Sau khi các bạn nhập tên thành công thì các bạn nhấn tiếp theo này để các bạn nhập cái căn cước hoặc là số chứng minh thư mà của các bạn. Đấy, các bạn chọn số chứng minh nhân dân này, các bạn nhập số vào nhé. Sau đây các bạn tiếp tục nhập ngày sinh. Địa chỉ email này. Ok, các bạn nhấn tiếp. Thì các bạn sẽ có cái ID như thế này. Thì các bạn tùy chọn cái ID của mình nhé. Bọn này nó bị làm sao nhỉ? Các bạn chọn một cái ID mà nó không trùng ấy. Rất là nhiều ID trùng rồi.
Các bạn điền ID này, sau đây các bạn điền mật khẩu và các bạn nhấn tiếp. Các bạn sẽ sử dụng một cái mã PIN giống dạng để có thể sử dụng mật khẩu và cài đặt ứng dụng ấy. Thì các bạn nhấn tiếp này. Các bạn cài đặt vào nhá. Vui lòng nhập mã PIN này. Sau khi các bạn đã nhập thành công thì các bạn nhập cái mã giới thiệu. Cái mã giới thiệu này sẽ giúp cho các bạn được tiền và người giới thiệu của bạn cũng được tiền. Thế nên là mình sẽ đặt cái mã giới thiệu của mình ở phía dưới phần mô tả thì các bạn điền vào cho mình nhé. Ở đây thì mình sẽ điền thông tin của mã giới thiệu mà người giới thiệu mình này. Ok. Sau đấy thì các bạn nhấn tiếp. Đã nhập, các bạn xác nhận này. Các bạn nhấn mở tài khoản. Ok, thì chúng ta sẽ phải đăng ký một cái ví, đó là ví Emoys Account. Các bạn nhấn đăng ký. Các bạn sẽ phải KYC nhé. Và các bạn phải nhấn xác nhận này. Các bạn nhấn tiếp theo. Ok, ta kiểm tra các câu hỏi này. Sau đây các bạn nhấn tiếp. Ok, chúng ta sẽ chụp tài liệu chứng minh nhân dân này. Ảnh thứ nhất là mặt trước này. Ảnh thứ hai là ảnh selfie này. Và ảnh thứ ba là xác minh khuôn mặt. Bước 1 là chuẩn bị chứng minh nhân dân. Bước 2 là chụp khuôn mặt này. Okay, các bạn nhấn tiếp nhé. Ok, cái phần xác minh KYC ấy, thì các bạn thực hiện là upload ảnh mặt trước của chứng minh nhân dân, upload ảnh mặt sau của chứng minh nhân dân, chụp ảnh gương mặt của bạn. Sau đấy các bạn tiến hành upload ảnh và xác minh KYC. Ở đây thì đã hoàn tất rồi này, mình đã mở tài khoản thành công. Và các bạn có thể thấy này, ở đây mình xác nhận nhé. Đấy, thì đây, ở đây là cái giao diện mà khi các bạn đã đăng nhập. Thì các bạn có thể thấy đây chính là tài khoản của bạn nhé, Emoys Account. Thì các bạn có thể sử dụng cái này để thanh toán trực tuyến cũng như là gửi lãi suất ở ngân hàng để có thể được nhận lãi suất nhé. Thì cái tiền ý, nó sẽ cộng vào thứ hai hàng tuần. Và cái điều quan trọng ấy là các bạn có thể giới thiệu thêm bạn bè cũng như là những người đăng ký sử dụng khác để có thể nhận tiền nhá. Tiền các bạn có thể rút thẳng về ATM luôn này. Đấy. Và mỗi một lượt giới thiệu thành công của cái app này ấy, thì bạn sẽ nhận được thêm 30.000 nữa. Ok, làm thế nào để có thể giới thiệu thì các bạn vào phần menu này. Các bạn vào phần banner này. Để có thể giới thiệu, các bạn vào phần menu. Sau đấy các bạn vào phần My Account này. Thì các bạn sẽ thấy được cái mã giới thiệu của bạn nó nằm ở đây nhá. Rất là đơn giản thôi. Như vậy là các bạn đã tham gia thành công rồi. Tiền thì cứ mỗi thứ hai hàng tuần nó sẽ cộng vào tài khoản cho các bạn khi bạn đã xác minh KYC thành công và mời bạn bè thành công nhá. Mỗi một lượt giới thiệu thì nhận được thêm 30.000 nữa. Ok, chúc cho bạn kiếm được nhiều tiền trong cái mùa dịch nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiến Sư Phụ. Những gì thắc mắc không hiểu thì anh em có thể comment ở phía dưới của video. Mình sẽ giải đáp giúp cho anh em nhé. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.